Máy bay chạy bằng xăng gì? Bạn hỏi, Thỏ xin trả lời. Ngày nay, đa số máy bay đều sử dụng loại xăng có tên là Jet A1, nhưng mà trong tài liệu người ta lại dùng chữ fuel, có nghĩa là nhiên liệu, nên mình cũng không biết nó là xăng hay dầu. Nhiên liệu thường được cấp lên máy bay từ xe bồn thông qua một cái họng nạp ở cánh máy bay, và tất nhiên đây cũng là nơi để chứa nhiên liệu. Với loại Airbus A320 mà mình đang làm thì mỗi cánh có 2 thùng chứa nhiên liệu và một thùng nhiên liệu nằm ở giữa thân máy bay với tổng sức chứa khoảng 18 tấn rưỡi, và các phi công sẽ điều khiển hệ thống nhiên liệu thông qua các nút bấm ở bảng điều khiển trên đầu.